Ngày 30 tháng 10, nguồn tin từ Công an huyện Năng Tỉnh xác nhận, sau 10 tháng tích cực điều tra đơn vị đã làm rõ một nhóm đối tượng đột nhiên nhập vào trụ sở Ủy ban Nhân dân Buôn Bản Tam Giang đột phá két sắt, trộm cắp gần 400 triệu đồng, qua đó làm rõ được người chỉ điểm cho bọn trộm là một cán bộ đang công tác tại Buôn Bản này. Dẫn nhóm trộm cắp đi thực nghiệm hiện trường Thông tin ban đầu, vào tháng 12 năm 2018, khi đến trụ sở buôn bản làm việc, một cán bộ văn phòng ủy ban nhân dân buôn bản Tam Giang phát hiện cửa chính bị cậy phá, bên trong phòng làm việc của kế toán kết sắt bị phá tung. Theo kế toán buôn bản Tam Giang, bên trong kết sắt bị mất khoảng 400 triệu đồng cùng một số tài liệu liên quan. Quá trình điều tra, công an huyện năng xác định chính đối tượng, trong đó có một cán bộ buôn bản Tam Giang được xác định là người chỉ điểm cho nhóm trộm thực hiện thành công để thực hiện trộm cắp tróc lọt nhờ cán bộ buôn bản chỉ điểm. Đó là Trần Anh Giỏi 1983, nguyên là cán bộ hộ tịch buôn bản Tam Giang,

Bước đầu nhóm trộm cắp khai nhận, được Trần Anh Võ là cán bộ của Ủy ban Nhân dân buôn bản Tam Giang, biết rõ thời điểm thủ quỹ đi rút tiền từ kho bạc về để cất trong kết bạc chi trả tiền lương. Võ cùng với Hoàng Thập Nhất lập kế hoạch đột nhiên nhập trụ sở Ủy ban Nhân dân buôn bản Tam Giang để trộm tiền. Sau đó nhất rủ thêm 7 đối tượng nói trên khác cùng tham gia. để thực hiện phi vụ trộm cắp tróc lọt, cả nhóm đã dùng kiềm cộng lực, búa đinh, đục kim loại để phá khóa các cửa ngoài, cửa trong đột nhiên nhập vào phòng kế toán của Ủy ban Nhân dân buôn bản Tam Giang đột phá kết sắt lấy đi khoảng 400 triệu đồng sau đó chia nhau tiêu xài. Vụ việc đang kế tiếp mở bát ngát điều tra theo điều khoản của pháp luật.